chuồn chuồn được chia làm hai nhóm lớn là chuồn chuồn ngô và chuồn chuồn kim, là một trong số những hình thái sự sống thành công nhất trên trái đất. Chúng thậm chí còn có trước loài khủng long vài trăm triệu năm. Chuồn chuồn ngô và chuồn chuồn kim là những diễn viên nhào lộn trên không hoàn hảo và là loài ăn thịt. Hình dạng bên ngoài và sự phát triển của chúng đối với chúng ta cũng giống như những sinh vật đến từ một hành tinh khác. Rất nhiều loài thuộc bộ chuồn chuồn có hình thức và màu sắc rất đa dạng. Một số loài lấp lánh như kim loại. Trong khi một số loại khác trông như thể được tráng men hay làm từ thủy tinh màu. Những sinh vật này gần như không thay đổi trong hơn 100 triệu năm qua. Vì ngay từ ban đầu, chúng đã là những kẻ săn mồi hoàn hảo trên không.